Xin chào cả nhà nha. Thì hiện tại mình đang có mặt ở trên đường Ấp Bắc, phường 10, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Thì trên đoạn đường này, cái hướng mình đang di chuyển là hướng ra ngã ba vòng xoay Trung Lương. Rồi ngã ba Trung Lương đó em cả nhà. Rồi phía trước của mình đó là mình ra tới cái đoạn đường giáp nối tiếp nối với đường quốc lộ 60. Thì đoạn đường bên tay trái là đoạn đường đó sẽ đi lên cầu Gạch Miễu nha cả nhà. Còn mình đi thẳng là sẽ ra vòng xoay ngã ba Trung Lương. Thì có một số video mình cũng đã nói rồi đó, cả nhà cũng biết rồi đó, thành phố Mỹ Tho đã trở thành đô thị loại 1 nên việc tu bổ, nâng cấp và sửa chữa giúp cho thành phố Mỹ Tho khang trang hơn. Thì đây chính là một đoạn đường trên đường Ấp Bắc nè, đoạn đường lên cầu Trung Lương. Đoạn này đang được nâng cấp và sửa chữa. Cầu Trung Lương đây nè, đang tiến hành thảm nhựa. Thảm lại một lớp nhựa trên cầu, hai bên cái bên trên cầu của Trung Lương. Thì hiện tại thì ở trung tâm của thành phố Mỹ Tho, ở các vỉa hè thì vẫn đang tiến hành cải tạo, nâng cấp những cái vỉa hè trên đường Ấp Bắc, rồi trên đường Lý Thường Kiệt và nhiều nơi, như nhiều con hẻm cũng đang được nâng cấp và sửa chữa lại, cũng như là công viên bó cây xanh. Nói chung là nhiều hạng mục công trình trên thành phố Mỹ Tho đang nâng cấp và sửa chữa. Thì đang trong thời dịch bệnh bùng phát rất là nhiều, và cũng Tiền Giang thì đang trong thời gian giãn cách xã hội, thì nhưng mà các dự án công trình của thành phố thì vẫn tiến hành làm như bình thường nha cả nhà. Đây thì mình đang có mặt ở tại ngã ba Trung Lương rồi nè đó. Nếu mà mình đi thẳng đây nè thì sẽ lên thành phố Hồ Chí Minh trên quốc lộ 1A đó. Còn mình giờ mình sẽ quẹo. Di chuyển hướng này là hướng để về miền Tây nha cả nhà.